các cố vấn của ông Biden đang thúc đẩy việc khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Ổng ra ông chơi nữa hả? Tức là ổng ra ông chơi nữa không? Tôi lại ông luôn á. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã đích thân phê duyệt cuộc tìm kiếm đột kích của cựu tổng thống Donald Trump ở Florida để điều tra việc điều trong sách khẩu bất pháp không Nhà Trắng. Tin đọc rồi, tin này Mỹ đưa qua rồi, đưa tối qua đọc luôn rồi. Người Việt ở Mỹ thấy nuôi trại gà ngó ăn quá anh, nuôi gà 49 ngày là có thu hoạch rồi thì nuôi đi em, nói gì đâu, thì cứ bỏ tiền ra mua gà nuôi thôi bình thường. Tại sao bên Mỹ có nhiều đảng mà có mấy đảng khác không nghe nhắc tới, cũng chả nghe mấy đảng khác chỉ trích đối thủ mà chỉ nghe đảng chủ cộng hòa vậy anh? Ồ mà đảng kia có mấy người đấu ai? Đảng Dân Chủ Cộng Hòa là giờ đảng Dân Chủ là mấy chục triệu, đảng Cộng Hòa mấy chục triệu, đảng kia chắc chưa được 1 triệu nữa. Thôi uống cà phê đi họp chơi cho vui, đánh cầu lông tennis về mà không có chân trong quốc hội nữa sao được. Tức là nội quốc hội đã đâu ra, quốc hội là đi bầu đúng không? Dạ. Quốc hội là đi bầu cử gà đá, không ai bầu hết. Cái đảng của xìu người ta biết gì đâu, người ta bầu trời. Thế tại sao mấy đảng kia không tận dụng vấn đề Black Lives Matter để chỉ trích hai đảng mạnh để lấy phiếu của người da đen vậy anh? Vấn đề là không có người đi làm, em hiểu không? Mấy giờ muốn đánh lộn phải có lính chứ. Thí dụ giờ đảng của em lập ra có cho là 1.000 bí bô đi, 1.000 bí bô chia ra 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang nhiêu ta? 20 hả? 20. 20 bí bô đó mà ăn gì? Em thắc mắc là yếu thường người ta tự diệt chứ sao nó tồn tại sao nào nó khác? Ủa đâu ảnh hưởng người ta gì sống chết đâu em. Yếu yếu cứ nằm đó bình thường. Thì tới dụ như tới mùa bầu cử vẫn bầu cử nhỏ thôi, vẫn đi rên rên cho vui vui vậy đó. Ở Mỹ có bộ trưởng các bộ ngành không anh? Có sống có mày. Bộ trưởng Tư pháp, bộ trưởng Giáo dục đồ đầy đọ hết chứ có đủ. Và ai là bầu ra có bộ trưởng? Bộ trưởng hình như là bộ trưởng là lính của thủ tướng. Ôi, xin lỗi bạn, lính của tổng thống. Nên hình như là tổng thống đề cử, xong rồi quốc hội duyệt. Mình nhớ lần vậy á. Nha, bộ trưởng cái bộ trưởng là lính của tổng thống. Nói lính thôi nhiều khi nó cũng chỏi chỏi mày, giống như bộ trưởng bộ tư pháp này nọ nhiều khi không nghe lời tổng thống luôn á. Không hiểu nữa. Mỹ nó vi diệu lắm em, khó lắm. Bữa anh Duy có nói là Anh Quốc vẫn đẳng cấp hơn Đức ở châu Âu và đẳng cấp điểm gì? Thì anh nói là nói chung là nó hơn về cái lịch sử, nó hơn về cái lịch sử thôi vậy thôi chứ hơn về gì giờ. Đẳng cấp hơn là hơn về cái đó. Còn Đức thì nó không bằng Anh Quốc lịch sử. Tức là sự phát triển thì cũng chẳng biết nào hơn nào, mệt quá. Đức cũng dữ lắm, giỡn đâu. Nhưng mà lịch sử không, Anh có gì, có Đức Giáo Hoàng, ủa đồ xin lỗi bạn. Gì, nữ hoàng Anh là ha. Anh có gì, anh có điện Buckingham, có sông Tham. Rồi có gì tùm lum á, gì á. Hồi đó học tiếng Anh của Anh quên rồi mấy em. Rồi có bóng đá của Manchester, rồi có Liverpool. Có gì sân Anfield hả? Rồi có sân gì sân... sân của Manchester, sân gì quên rồi ta. Old Trafford đó ha. Có Chelsea. Ủa nó nhiều lắm. Đức thì có gì? À Đức thì có chắc Frankfurt. Đức thì có Berlin. Chữ nó đọc là Berlin phải mà. Frankfurt. Anh có một bà chị bên Frankfurt á. Anh ơi, hộ chiếu mới của số nước không công nhận hộ chiếu đó, phải làm lại hay làm sao bây giờ? Thì ai biết đâu mày. Đâu gành đâu. Thì chắc đi cập nhật hay sao đó. Mà có nhu cầu đi qua mấy nước đó nữa hả? Hay là hỏi chơi cho biết? Nếu mà chơi cho biết anh nghĩ thời gian sắp tới ổn mà. Hình như đổi hộ chiếu giờ bổ sung lên sinh gì đó, anh đọc báo thế vậy mà. Tại sao GDP ở Mỹ 60 ca đô nhưng thực tế một người công nhân làm một năm chưa tới 40 ca đô là sao anh? Rồi giải thích cho em hiểu nè. Thứ nhất, công nhân mà làm chưa tới 40 ca đô. Công nhân 40 ca đô, 40 ca đô là nhiêu ta? 3.000 mấy tháng đúng không? Thì đó là dành cho những người công nhân mà làm chưa lâu. Nói chung chắc làm vài năm thôi chứ chưa lâu. Đó, cái nhất, cái thứ hai nữa. Công nhân là thuộc dạng low income nhất thế giới rồi. Low income nhất rồi đúng không? Tầng lớp công nhân bên Mỹ thu nhập thấp lắm em. Đó, thì em đâu thế nào lấy cái thấp nhất em đại diện. Thì cái 60 là cái trung bình mà. Thấy tội phạm ở Mỹ thường xuyên hay móc súng bắn lại cảnh sát. Vừa bước xuống xe là móc súng bắn cảnh sát nằm đóng. Chắc cảnh sát của mày cảnh sát mới vô nghề. Mẹ xuống đường móc xe cảnh sát nó bắn trước rồi con. Ôi ơi, tôm hùm ơi, lo đi bán tôm hùm đi mày ơi, mày hỏi mày nói tôi tôm hùm mà làm cảnh sát tôi nằm đóng hả? Tại sao các nước Bắc Âu họ giàu ít đẻ con vậy anh? Đẻ ra có chứ phải lo mà sợ sao em đẻ? Cái đó là quyền thích đẻ. Khi mà em có tiền rồi tự nhiên em cảm thấy chuyện đẻ là chị không cần thiết. Thực tế là vậy đó. Tại vì khi mà họ có tiền nhiều, cái dân trí họ cao. My body, my choice. Chứ không phải là my body, bà nội choice.
Tại vì giờ chẳng qua em nghèo quá thì em suy nghĩ vậy thôi. Thôi nhà ba má càm ràm hoài đẻ bà cho xong. Mà đẻ được đứa rồi đẩy thêm đứa nữa rồi xong cuộc đời nuôi con luôn. Cuộc đời sự nghiệp của người phụ nữ bị kéo lùi. Nó thì tất nhiên cái chuyện đẻ đó là cái chuyện đó bình thường thôi à. Nó là quan điểm của người này và người kia. Tức là trong một đất nước hai lát đất đẻ mà clo lát đẻ nhiều vậy ha. Thì khi mà đẻ nhiều giáo dục không tốt thì nó làm những cái việc tay chân này nọ, nó phụ giúp cho xã hội sạch đẹp hơn. Thế tại sao ở Mỹ người Hơ Mông cũng có nữa hả mày? Mỹ gốc Phi gốc Việt đẻ cả đống. Mỹ đen thì đẻ 5-6 đứa, Hơ Mông đẻ 10 đứa. Thì tới đó thì những tầng lớp đó là thuộc dạng nó vậy đó. Tao nói rồi, người nghèo. Nhưng mà cái đó không đại diện cho tất cả, cũng có một số người giàu tận thích đẻ thôi, nhưng mà nó không nhiều. Anh Duy giám đốc là có khác, nghe Sentosa là biết Singapore liền. Tao đâu phải chỗ che đâu mày. Nói thiệt á, em nghiên cứu bất động sản toàn là lấy cái đồ của nước ngoài không à. Giống như là địa Trung Hải giữa lòng Phú Quốc. Nghe em quen không? Ô mấy tụi này thì nó ăn rồi, nó đi rồi, nó chửi luôn nó chửi luôn mà gọi là Euro riêu nữa. Còn địa Trung Hải chưa riêu đâu. Địa Trung Hải là Euro nghèo. Nó là phía nam của... Nó rõ ràng, nó Nam Âu. Địa Trung Hải là Euro nghèo. Euro riêu nằm trên kìa. Mỗi lần nghe tới nhà địa Trung Hải rồi. Địa Trung Hải giữa lòng Phú Quốc. Giờ Sentosa nữa hả? Sao không có gì đặng Lý Trường Thành, Cố Cung hay Phượng Hoàng, Cổ Trấn gì trơn. Trời trời, Lý Châu ơi, Thiên Triều của mày kỳ vậy? Quảng trường thời đại. 71 làm dự án mới lấy tên là Scandinavian Palace hoặc là Bonsa Riverside. Bonsa Riverside là dữ đó em. Ở Mỹ cha mẹ chết có chia đều tài sản cho các con không anh? Hên xui em. Tây thì họ thường không cho con cái nhiều. Họ hưởng thụ cho bản thân họ cho tới khi chết con cái tự xử với nhau. Mày nói chuyện không hiểu Tây, mày nói chuyện má gốc cái cuộc sống đẹp của Tây qua cái miệng của mày tự nhiên giống như ích kỷ. Tại sao bọn như thí dụ như Tây nè, con mà cái đường quýnh lộn ôm đầu máu chạy về. Cha nó sẽ kêu đi bệnh viện đi con. Không, đó là Thiên Triều Lý Châu. Thiên Triều Lý Châu hả, con ôm đầu máu về, đau máu nó lần nào đâu mà chỉ tao gặp nó coi. Đó vậy đó. Vậy thôi chứ. Còn cái chuyện á, chia không chia chuyện đó nó không quan trọng. Thứ nhất thằng con cũng chả cần. Nếu mà được giáo dục tốt nha, nó chả cần. Thứ hai á là cha mẹ đã cho nó tự lập từ đó rồi. Anh đang nói về cái việc cái người bình thường nha, chứ anh không có nói về cái việc mà gọi là mấy thằng tỷ phú tỷ phót gì đó, kệ nó đi. Nó tức là cái người bình thường làm sao? Người ta làm, người ta có tiền, ta nuôi con, cho con đi học đại học xong hết bả tiền là cho gì, còn nhà thôi chứ còn cái gì. Đúng không? Thì bây giờ người ta ngẫm rồi, cái nhà đó một á là người ta bán trước khi người ta bán khi người ta còn sống. Còn hoặc là người ta viết di chúc, người ta cho cái nhà mà cho cái nhà đóng thuế chi cũng nhiều. Thì cái đó tùy người thôi. Chứ thằng con đâu cần cái nhà đâu mày, cần để làm gì, nó có thất nghiệp đâu cần, nó mua tới cái nhà nó rồi. Mà lúc thằng con đó là chắc nó có con luôn rồi. Nó cần gì cái đó. Nếu mà được giáo dục tốt, vậy tôi phải thồng thêm chữ được giáo dục tốt nữa. Nên bạn Vinh Sĩ Phạm này bạn không hiểu bạn cái góc nhìn của con Tây đó, tức là cái cuộc sống của con Tây mà qua bạn mà mình bạn nói giống như nó bị ích kỷ. Cuộc sống vậy mới ổn đó, tôi thấy vậy hợp lý hơn. Còn giờ mang con tới gia đình con cha đại chưa cho nhà. Ông mày sống gì trời, trong khi tại sao mày không đi học đi làm mà kiếm nhà của mày đi. Đúng như vậy mà anh Duy, Tây không cho con họ nhiều tiền đâu, có khi họ buôn bán luôn nhà để hưởng thụ du lịch. Chỉ có người Việt Nam mình mới chơi chiêu lách luật sang tên cho con nhà rồi đi xin cái trợ cấp ở đâu ra xin. Tức là người Việt Nam bên Mỹ hả? Ủa thì anh nói vậy, mắc gì phải cho con cái nhà? Đó mới ngộ ghê á, tự nhiên nhìn vô nhà của ba mình vô lý. Cái tật đó là không bao giờ có. Tức là cái mai con này nó không tay. Nó đang nhìn vô tài sản người khác. Ủa cái mai nó là không có qua khe. Tài sản của mày kệ mày, tài sản tao kệ tao. Ủa khe cái gì? Ủa thằng con nó có tài sản của nó. Thì mắc gì nó phải nhìn tài sản của cha nó. Đúng không? Thằng con nó có vợ rồi, mắc gì nó nhìn con vợ bé của cha nó. Đó, đó mà là Tây chứ kỳ. Sau này anh Duy để cho con cái hay donate tài sản từ thiện. Mẹ nói giờ tao nói tao donate tài sản từ thiện chắc tao chém gió quá. Còn tất nhiên á, thì anh thật sự anh cũng không có khái niệm để tài sản cho con. Cái cháu là ví dụ như anh có con ha. Thì anh dành một phần lớn tiền để cho nó đi du học. Ok, rồi đó có hai đường chọn lựa. Một, mày xin việc làm đi. Hai, mày làm cho tao. Mày làm cho tao thì mày làm từ cấp nhân viên lên bình thường.
mà tới hồi mà anh mà đài phát một chắc nó không đi thai luôn rồi. Em phải hỏi tới đời cháu kìa. Thí dụ giờ đi, cho quản lý trụ á, thì mày quản lý tiền dư đó là của mày. Nhưng mà để được tao nói tao cho mày quản lý một trụ đó, mày phải làm mướn chắc phải chục năm. Thì nó cũng không hẳn gọi là cho luôn nữa. Nó là một cái sự kế thừa. Nó sẽ làm cho THOL của con cha nó bay cao và vươn xa. Lúc đó là ví dụ nó có một cái THOL ở Việt Nam là một trụ thôi nha. Có thể là anh cho nó mượn để nó quản lý. Tức là coi như là cũng là của nó rồi đi. Anh già anh đi chơi rồi. Một tháng nó cúng nhanh nhiêu được rồi. Rồi xong á, cái tiền mà nó quản lý nó từ từ nó build ra được. Nó sẽ qua bên Australia nó mở cái trụ nữa. Nó mở bên Melbourne. Ủa thì đúng không? Thì tới lúc đó nó không đủ vốn đúng không? Nó hỏi té Hùng không? Hùng sao con? Ok, ngừng nữa. Quất. Mày coi nha. Ngừng nữa mày coi, vậy chia 64 mày 6 tao 4. Tức là mình cho con cái của mình cái kiến thức để từ kiến thức đó nó làm ra nhiều tiền, nó cần khỉ khô để nhìn nhà của cha của mẹ nó chi trời. Mà để cho thằng con có cái quan điểm đó, đó là dạy con có thất bại luôn rồi. Các bạn nhớ một lần mà tôi đi về quê, tôi nói chuyện với mấy thằng cháu tôi, nó nói tôi một câu. Nó hỏi tôi một câu mà tôi cảm thấy tôi thích. Nó là thôi cái con ráng học đi. Rồi sau này là chú Di chú Di là gì lo cho các con đi học. Rồi lo cho con đi du học, nếu được chú Di mua cho con cái nhà để có con ở trong quá trình đi học. Nó hỏi một câu này biết trả lời sao? Nó hỏi một câu vậy thì cái tiền ăn tiền ở đó hay với tiền học đó là chú Di cho con hay tự tôi có đi kiếm? Tức là ở cái lứa tuổi của nó đó là mấy tuổi trẻ trâu trẻ chưa trâu luôn, nó trẻ quá trời trẻ luôn mà nó hỏi được cái câu mà nó tự kiếm đó. Bởi vì tôi nói các bạn á, nhiều khi mà tôi nói mấy thằng cháu tôi nó mặc đồ cũ mà học đồ quốc tế là bạn hiểu cách mà gọi tôi chơi sao rồi gì. Anh là CEO thì vậy, nhưng đa phần người Việt họ lo cho con cái kể người ta. Tức là anh không có khe người ta suy nghĩ cái gì. Anh chỉ nói thứ nhất suy nghĩ của anh và thứ hai suy nghĩ của Tây. Tại hồi nãy em đề cập tới vấn đề Tây thì nó Tây nó nghĩ như vậy đó, em không hiểu nó. Còn tự nhiên bây giờ em lấy góc nhìn của người Việt ra em ngồi em so sánh góc nhìn người Tây nó niệm. Nó tào lao lắm. Tại sao giờ là con cái đẻ ra nó không tự đi bằng đôi chân nó được. Bây giờ em từ từ một ngày đó em sẽ thấy là cái cách nghĩ của em nó sai lầm mà. Thí dụ giờ anh xin lỗi em chứ. Anh xin lỗi thôi nha. Ví dụ như con em giờ học nó 20 tuổi rồi. Nó đang học đại học rồi. Tự nhiên giờ thí dụ như hai vợ chồng đi rồi chơi bị tai nạn máy bay phát một rồi con sao? Mà dù ích kỷ có sai đâu anh, lo cho con cái ăn học tử tế không phiền chính phủ được rồi. Mà tiền mình làm ra mình có quyền tận hưởng chứ. Ủa anh nói nó đúng mà. Anh không hề nói nó sai, cái nó đúng. Nó lợi cho nước, nó lợi cho mình, nó lợi cho con mình luôn. Nó hại chỗ nào? Chỉ cho tôi chỗ hại coi. Mấy giờ ăn khư khư mì gói không đất nước cho sao lên nổi. Đó. Bây giờ mới đất nước lên đúng không? Già rồi về chơi banh nóc. Lương hưu để làm gì? Đâu có lương hưu mà nghĩ là chích miếng cho con thôi, tao lại nha nó luôn. Lương hưu phải không? Làm gì? Như cha nội này thôi, ở nước Mỹ bất hạnh thì có không? Nói một câu vậy đó. Mà tao nói mẹ nuôi gái nuôi 3 triệu. Xin lỗi em, nó thẳng cà ve. Gái uống gì? Anh không cho nó của cải thì mốt chết, nó không thèm thờ cúng đâu. Đừng trả lời là cho cháu nha. Cháu nó chỉ thờ cúng mẹ nó thôi. Ồ, tao chết rồi tao cần mày thờ cúng. Còn giờ nó đẻ đứa con vậy thất bại rồi. Cho đi du học rồi chưa cho. Làm mà không để lại của cải cho con cháu thì kiếm tiền nhiều để làm gì? Ủa kiếm tiền nhiều đi chơi chứ kiếm tiền nhiều để làm gì ông bà nội? Tận hưởng đi mọi người. Thí dụ giờ á, bà nội hỏi một câu biết mèo rồi. Giờ tôi hỏi bà nha. Bây giờ bà cho con bà đi du học hết nhiêu tiền rồi? Hả? Nhiêu tiền rồi? Cứ 1 năm cho 1 tỷ rưỡi đi. Bèo bèo thôi. Nghèo rồi đó, 1 tỷ rưỡi. Du học 4, 5, 6 tỷ. Thôi thêm 2 tỷ rồi chắc ăn 8 tỷ. Ủa 8 tỷ chưa cho hả? Còn hay là cái suy nghĩ của bà là bà đi tước đi cái tương lai của nó. Xong rồi cuối đời để lại cho nó cái nhà ngôi nhà. Rồi nó chấm cà pháo nó ăn qua ngày chờ qua đời. Đúng là low IQ. Suy nghĩ mậy mạ người ta mở hướng cho nghe hay không chịu không tính. Còn giờ con cái nuôi nó đẻ nó ra. Nó cho nó đi học xong rồi tự nó đi kiếm việc làm nó sống cuộc sống nó được rồi. Nó cần cái gì thì về nó mượn mình hoặc nó xin mình tính sau.
Trời ơi, tới hồi mà mình retire rồi, mình 60 tuổi, mình năm 60 tuổi rồi, nó cũng chắc phải thường thường á là đẻ năm 30 đi thì nó cũng phải 30 tuổi rồi. Ôi, 30 tuổi ngửa tay sinh nữa chắc dữ. Ok chưa? Thì lúc đó mình làm gì? Mình trả lại công sức đất nước mình. Đất nước mà nó cho mình sống ngày hôm nay á, mình đi xích xe mình chơi. Đúng không? Mình đi xích xe mình chơi, rồi mình đi vô nhà hàng mình hưởng thụ. Đúng không? Rồi mình mua siêu xe và mình đóng thuế nhà nước, mình tạ ơn. Xong cảm ơn tổ quốc, cảm ơn trái đất, cảm ơn đất nước nó cho tôi ngày hôm nay. Chơi vậy sòng phẳng chưa? Chơi nét không mấy em? Ôi mẹ, đúng là lô ai nói chuyện với mấy lô ai kêu này không biết nói sao cho nó hiểu luôn. Làm cha mẹ thì phải gây dựng cơ đồ có sẵn rồi cho con cháu học hành xong về quản lý đồ, chứ bắt nó tự lập sao nổi. Thay chi bàn giao cơ đồ cho nó, mình đứng phía sau chỉ dạy và cố vấn cho nó. Chính tả chỉ dạy sao rồi mẹ ơi, dạy của mày là đi về là ngủ dậy chứ không phải dạy về bảo. Mà đam mày chi nói chuyện nghe biết mày nghèo rồi, giọng này giọng nghèo chứ không có giọng có tiền đâu, khỏi nói. Nên mày đặt thả pháo chọc cho tao đam đâu có dễ mấy em. Anh nghe cái mùi là biết ha, nó hao mít mít đi nó có thôi. Còn nói chung là cách chơi của anh là bảo đảm nét rồi. Ai có tiền tự nhiên hiểu à. Còn mà cái màn có tiền mà còn phèn thì chịu thôi, nhưng cha nội này là phèn lắm. Đây 3 triệu. Thằng cha này có tiền mà phèn bà cố luôn. Sao phải chơi mà đỡ đi. Hợp lý không mấy em? Nếu mà anh á, ví dụ như anh mà đặt vô hoàn cảnh cho anh đi nè, là anh lãnh lương hưu ra 6.000 chơi banh nóc, chơi trả ơn nước Mỹ. Đúng bằng không? Cách nào thì? Sáng ở San Jose, chiều ở Cali đồ, đi qua Texas chơi đồ, Dallas đồ, quýnh bài bọc đồ. Thôi bài tai nạn quá, ừ, không được, chơi khác đi. Cái gì ba mẹ bán đất, bán nhà để con cái đi du học xong đi làm thuê cuối đời vậy có gọi là lỗ không sếp? Quan trọng làm thuê gì nữa? Cuối đời. Quan trọng làm thuê cái gì nữa mày? Thường thường tao bán tao chừa nhà ở chứ ai bán hết đâu trời. Đó là kiểu suy nghĩ Tây rồi, mất văn hóa rồi. Văn hóa Việt là cha truyền con nói. Ừ thì mày nói đi. Tao đâu thèm nói chuyện mày đâu, mày thích mày nói thoải mái kệ mày à. Đúng không? Mày cảm thấy mày không đủ kiến thức mày học hỏi thì tao dạy. Còn mày cảm thấy mày đủ rồi thôi, cứ nói đi. Ai cấm, thoải mái. Chắc chắn là cuộc đời này tao không chơi với mày, tao không khe. À, thấy bả nói cũng đúng đó anh. Giờ bảo tự lập sao mua nổi giá đất khi tăng chóng mặt. Tự lập có nước đi làm cò đất. Thì mày thấy đúng mà theo bả đi. Nếu mà thấy đúng thì mày theo đi, tao đâu cấm đâu. Ví dụ như có người ta có tiền, người ta đập vô cái nhà cho bự vô, cũng sống cho nó oai vậy đó. Biệt phủ đồ đó. Còn có người có tiền, người ta vẫn ở nhà bình thường. Người ta dành cái lượng tiền đó, người ta mua thứ nhất là bảo hiểm gia đình. Thứ hai, người ta chừa nguồn ngân sách để sau này ta đẩy cho con ta đi du học. Nó đi du học rồi thì nó làm kiếm nhiều tiền hơn, nó gỡ lại hoặc là tự lo cho nó, mình đông khe nó nữa. Nhưng mà cái đứa mà cái người mà người ta tính á là cho con người ta đi du học á là người ta phải chuẩn bị giáo dục con từ nhỏ rồi, là học phải giỏi đồ, không cần giỏi dữ, giỏi đủ đi thôi. Hiểu không chứ không phải là học cái dạng cái bé đã đời xong rồi đi du học. Nó cá một lộ trình nữa này, nó nằm mặt IQ rồi. Thứ nhất cầm nhà mà cho đi du học ta chưa thấy luôn á, cái mục đích nó không được đúng nữa. Ngân hàng nào cầm nhà cho mày đi du học mày bán luôn chứ cầm gì trời. Em có 5 tỷ cho con học phi công. Phi công tháng bay kiếm tâm cũ. Ôi, đúng là mày là một người cha, con mà bất hạnh con trai như mày. Mày không hỏi ý nó có thích không? Mày tự nhiên quyết định thay cho nó. Tâm cũ mày bự quá, đúng là cái đảo ngắn. Bỏ ra 5 tỷ học tâm cũ. Ủa tao cũng bỏ ra chừng 5 tỷ mà tao kiếm cũng 100 củ, mày sợ ngon hơn mày luôn á. Đúng không mấy em? Thằng này đúng là mày muốn ạt mày ở đầu mày. Thua. Nghe mà hiểu nó, cái suy nghĩ của nó ơi. Mà chưa kể lỡ thằng con mày xấu trai thì sao? Ồ học phi công đòi hỏi ngoại hình nha mày, thể lực yếu nữa sao học trời. 5 tỷ vô học được rồi. Ví dụ 5 tỷ vô học chưa được mượt lắm nữa thôi, mà bảnh gán kiếm thêm đồ có chạy mẹ gia đình có nhiêu đây thôi. Cha chơi con hết mình rồi đó. Con đừng làm cha hết hồn được rồi. Câu đầu tiên, bà gì hỏi em trước khi đi. Ủa lộn, bà gì hỏi em trước khi đi chọn ngành là thích cái gì? Rõ ràng. Có 5 tỷ không nên cho con đi du học, mà nên mua miếng đất để đó, 20 năm sau bán ra ôm đóng tiền tao hồi hưởng thụ. Quan trọng là mày sống tới được 19 năm sau không chứ. Hay là cái mày low IQ rồi mày nghiện ngập mày cờ bạc mày đủ chè mày chết đâu bờ bụi nào.
ngành sư phạm 17 điểm nhận đậu không hiểu dạy kiểu gì. Thì cái đó là vấn đề đó bạn. Thứ nhất, bây giờ vấn đề giáo dục nó nhiều vấn đề lắm nha. Điểm đầu vào thì quá thấp. Không biết còn cái màn mà cho đi học xong rồi sau này phải về dạy không, cái đó không biết. Đó, thứ hai á, lương quá bèo. Đó. Nó đâm ra từ từ người ta nản, mà nghỉ quá trời quá đất luôn. Mà giờ lương tăng cao lên thì ngân sách chịu không nổi. Nó vòng vòng đi bài toán, nói chung vòng vòng bài toán chung quy cuối cùng của là nền kinh tế kém. Nên nhiều khi các bạn nói ừ ông này lập hãng bay, ông kia lập hãng bay, hay là ông này lập sân bay, ông kia ổ lộn máy bay, rồi ông này là hãng xe, là hãng xe kia. Nó không thể hiện bản chất của nền kinh tế. Tôi nói các bạn nhiều lần rồi, cái đó chỉ là những cái điểm hào hoa nhìn này nọ, đó chỉ làm ăn của người ta thôi, chứ nó không phản ánh được cái nền kinh tế nó tốt. Cái nền kinh tế nó tốt là ok, làm sao làm đường trước đi, làm xe bán xe sau, đúng không? Làm cho những cái sân bay nó hoạt động cực kỳ smart intelligent đi, xong rồi cung cấp hãng bay sao nó mới đúng. Đó, làm những cái cầu cho nó ngon lành đi, đừng để những cầu chưa làm nó lạc hậu. Bạn hiểu cầu chưa làm nó lạc hậu không? Thật là lạc hậu sẵn trên giấy rồi đó. Tức là cái cầu bạn vẽ ra nó đã lạc hậu rồi, chứ đừng nói bạn làm. Hiểu không? Bạn vẽ ra lạc hậu rồi, bạn làm 3-4 năm sau nữa nó còn lạc hậu ác nữa. Đó là những cái vấn đề. Bởi vậy á, nó có hai cái vấn đề rất là nan giải bây giờ, đó là gì? Y tế và giáo dục. Nó thấy không? Rồi giờ nó phát sinh đang nóng vấn đề luôn. Bạn có biết là một địa phương người ta bỏ bao nhiêu gọi là anh chị em trong ngành y tế người ta bỏ nghề không? Rồi có những cái giáo viên nữa này, hiện tượng thấy phải bản chất nha bạn, nói trước cho rõ. Tức là có những giáo viên hiện tượng thôi, tới 1, 2, 3, 4 người gì đó. Người ta làm nghề 7-8 năm rồi chứ không phải giỡn, có thể có người làm mười mấy năm luôn. Nhưng mà ta không gắn bó được, bỏ ra đi bán hàng online. Nói chung giờ á, giáo dục á là một cái bài toán rất là giải, nói rồi. Mà để cho cái chất lượng của cái trường nó phải cao, nó khách quan, nó không có tiêu cực này nọ kia thứ. Rồi xong rồi giáo viên phải xịn sò nữa. Là nó khó lắm mấy bạn, mà giỡn đâu, giáo viên phải giỏi. Đúng không? Chương trình học phải ok. Vô trong trường nó phải là nó nói chung mình không có cái ngôi trường nào nó hoàn hảo hết, đúng không? Nhưng mà nó đỡ đỡ một chút xíu đi. Nó đỡ đỡ một chút xíu đi thì nó mới phát triển tích cực được. Tức là nó vậy nè. Tiền á thì nó phải đổ vô nhiều nguồn. Thứ nhất á, cái nghề giáo viên nên để thị trường. Tức là cái giáo viên nên để thị trường. Chứ còn bây giờ giáo viên ngày xưa có cái mạng nhà nghèo xong đi học sư phạm xong á thì được miễn học phí hay gì đó, rồi xong phải về cam kết dạy 5 năm theo sự bổ nhiệm dạng vậy á, rồi xong rồi lương tập thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống đồ. Thì bây giờ ví dụ như cái lương giáo viên, anh lấy ví dụ mới ra trường á là 15 triệu một tháng, ok, xong rồi tôi chấm điểm chuyên cần hay là điểm gì đó, học sinh nó vote nhiều vô dạng vậy đi, ừ thưởng thêm 3 triệu nữa là 18 triệu mới ra trường nha. Là tự nhiên nó khác bọt hẳn à. Là bản thân những người giáo viên người ta cũng cạnh tranh với nhau nữa. Đúng. Người ta cạnh tranh với nhau thì người ta phải cạnh tranh cái chất lượng đầu vào và thi đồ này, điểm này ABC. Nó tức là để cho thị trường nó chọn. Chứ còn bây giờ có những trường hợp nhiều khi gửi thì nó nói chung nhiều vấn đề lắm em. Đó, và để cho cái giáo dục tư nhân nó cạnh tranh nữa em. Bao giờ cũng vậy thôi à, phải để dục tư nhân cạnh tranh nữa, để cho người giàu và ta sự chọn lựa. Giống như bên Mỹ á, Mỹ hay không? Nó có trường private school và public school. Cái trường public school là cái trường nhà nước á. Đó, và cái trường private school là cái trường mà ông chủ đầu tư đó. Mà nên cái trường thứ nhất, cái trường em biết cái trường private school nó ăn cái gì không? Nó ăn về cơ sở vật chất nè. Nó ăn về chất lượng giáo viên nè. Nó trả lương giáo viên cao không mà. Đó, và nó ăn về giáo trình hiện đại. Tức là giáo trình nó update đây thường xuyên á. Giống như vợ nó nè. Ở trong cái trường public school đó, nó hỏi tổng thống thích của bạn là ai, nó đưa cho một là ông Eisenhower, hai là ông Nixon, ba là ông George Bush cha, bốn là ông Bill Clinton hết. Rồi cái trường kia đó đổi ngược lại, ông Bill Clinton, ông Obama, ông Trump với ông Biden. Tức là ý anh nói á là cái trường mà private á thì nó sẽ gọi là nó hiện đại hơn, nó giáo trình nó cập nhật thường xuyên. Ở Việt Nam mình vẫn có trường tư thục nha em. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 có hết á. Đồng ý. Nhưng mà bây giờ nó lại khác bên kia. Tức là cái trường tư thục này dành cho mấy hiểu rồi. Nó vậy đó. Còn bây giờ tư thục xịn sò như trường quốc tế nó mắc quá. Nên một người giáo viên á người ta không dạy được người ta dạy trường kia. Nên nó nên như vậy, dụ như tôi thấy trường của mày vô dạy gặp ông thầy hiệu trưởng ghét tối ngày cũng này nè, tôi không thích ông, tôi thích ông, tôi chuyển trường khác. Nó cái việc nó để thị trường quyết định.
thì tự nhiên là nó sẽ có sự cạnh tranh, và anh nghĩ là chất lượng giáo dục sẽ tốt hơn, nhưng với điều kiện ngân sách đổ vào nhiều hơn. Nhưng mà theo thầy nghĩ thì cái việc để tư nhân họ đầu tư vào giáo dục thì có bớt đi cái gánh nặng cho nhà nước về đầu tư vào giáo dục không thầy? Có chứ. Thì bên giờ tư nhân vẫn đang đầu tư bình thường mà. Nhưng mà cái tư nhân của mình nó chưa có giống kia. Như anh nói đó. Cái tư nhân kia là nó, cái tư nhân nó tốt hơn cái công luôn á. Còn cái tư nhân của mình hiện tại giống như là mấy thằng nào nó học công mà nó không học được, nó vô đó. Giáo viên bên em cũng chỉ ngựa như cầu thủ anh. Thế ơi, nó để thị trường nó quyết định. Từ từ anh ơi, giáo dục như chơi game vậy, Mỹ lên mắt level mình mới đời một à. Ủa thì anh đâu có nói gì đâu, thì nó phải theo lộ trình, nó phải theo từ từ. Tức là anh nói cho bạn hiểu, thì các bạn kia bạn hỏi cái hướng như thế nào. Thì nói chung anh thì nó chỉ là personally thôi. Anh thì nói chung đơn giản anh là như vậy. Anh chỉ là một người dân, ok. Thì mình mong muốn cái đó, đúng không? Nếu mà nó không được thì mình chọn hướng đi cho con mình, cháu mình vậy thôi chứ có gì đâu. Thì nói tóm lại muốn chọn hướng đi được thì phải có tiền. Muốn có tiền thì lo đi làm, đi kiếm tiền. Đơn giản, very easy. Còn khi bạn không có tiền thì bạn cảm thấy vấn đề nó quá phụ thuộc đi. Bạn chỉ có cách chọn cho con mà không có trường làng thôi. Cái trường đúng tuyến, bạn không đi nghịch được. Buộc đi theo đường đó, xong rồi từ cái tuyến đó lên tiếng này, từ tiếng này lên tiếng này. Rồi xong rồi giải đề đại học tiếng Anh lại đó. Rồi xong quay lại con đường của bạn 20 năm. Trường quốc tế tốt mà, không lẽ không tốt. Ở trên tóc tóc có mấy sư phụ chửi trường quốc tế như gì đúng không ba? Nói trường quốc tế dành cho bọn nhà giàu mất dạy đồ. Má đâu ra là bọn nhà giàu mất dạy ông nội. Lâu lâu nó lọt không có vụ quýnh lộn mà. Ủa còn trường ngoại lòi ruột bao nhiêu vụ năm mà sao không nói trời. Cái gì em thấy giáo viên mình vẫn dạy theo kiến chủ quan của mình. Học sinh gần như phải theo, không không mày sai rồi. Giáo viên là dạy theo giáo trình. Chứ hạ giáo viên không dám dạy theo ý kiến chủ quan của mình đâu. Theo kinh nghiệm học của anh 20 năm về trước anh thấy vậy đó. Tức là cái người dạy người ta phải dạy theo giáo trình luôn. Tức là cái khi mà bạn giảng gì cái đề văn bạn phải nói được ba ý này cho học sinh nắm. Bạn nói không được là bạn không là không đúng. Còn ví dụ như giải toán nên làm cách này cách này cách này. Ok rồi ra. Chứ bạn quay lại câu chuyện của con bé học sinh giỏi thi văn 10 điểm mà 11 trang giấy đâu thấy sao? Tức là nó thi ra nó biết rồi 10 điểm luôn á. Tức là cái văn ở đây nó không hề có sự cảm nhận. Nó không hề có cái mặt quan điểm. Mà văn ở đây là gì, là cái ba rem. Mày nói đúng 10 ý này mà nó mày nói mượt mượt vô là mày bèo nhất 9 điểm. Còn một điểm nữa trình bày giải sạch chữ đẹp. Nên tôi ngồi tôi nói thiệt với bạn, tôi nghe nhỏ 10 điểm văn tôi nghĩ hoài. Làm sao nó có thể viết 11 trang giấy trong vòng 3 tiếng? Còn cái tờ giấy đi thi đâu có nhỏ đâu các bạn. Hồi xưa tôi viết tôi xin thêm tờ 2 là tôi muốn banh càng rồi đó. Tờ 2 mà tôi viết mắc cửa luôn là tôi viết chắc được 2 trang nữa mà tôi cũng suy nghĩ ít lắm luôn á. Tôi viết vạch vạch luôn. Giờ lên đại học cải cách đề thi IELTS TOEIC của Mỹ cũng có lý đỡ hơn. Nói chung á giờ mình thật sự mình không biết là cái chương trình tiếng Anh ở trong trường các bạn học nó theo chương trình bộ khung của ai. Chứ tiếng Anh nó phải có một bộ khung chứ bạn. Theo mình là vậy đúng không? Thí dụ như bạn lấy khung Cambridge thì bạn quốc Cambridge, bạn lấy khung Oxford thì bạn quốc Oxford, bạn lấy khung gì đó thì quốc cái của nó. Đúng chưa? Thì tôi nghĩ rằng những cái trường đó chắc chắn nó sẽ có một cái bộ khung nó dành cho cái người nước ngoài học tiếng Anh đúng không? Bởi vậy mấy cái trường top đầu nước Mỹ như Harvard này kia ăn nhau ở cái tiểu luận, chứ nộp hồ sơ vào mấy trường đó hầu như 4.0 full cây hết. Là sao em? 4.0 full cây là gì? Thằng văn đó em không hiểu nó ăn với ngủ môn ngữ văn hay sao mà lý lẽ chữ nghĩa dữ lắm. Anh nghĩ là cách học thuộc thôi em. Tức là nó nói là cái đề cũng cái đề đó lần đó mà nó giải chưa được mượt lắm, được có 9 điểm mà. Lần này nó improve xíu, số kêu được 10 điểm. Cuốn sách huyền thoại của học sinh đời 9x đời đầu là học tốt ngữ văn. Cái gì? Là ý em nói mà học sinh nộp vào Harvard hầu như học bạ tụi nó 4.0. Cao, chuẩn cao nhất của Mỹ rồi nên ngang ngang hết. Xét ăn thua là ở bài tiểu luận. Còn cái nữa ở Mỹ xin kiểm tra lại rất dễ, còn giáo viên VN xin kiểm tra là phải tự động hảo tâm. Ủa con màn xin kiểm tra lại nữa hả trời. Hồi trước thấy một ảnh được đưa lên mạng, cô giáo kêu em học sinh miêu tả về em khi em 100 tuổi. Đứa học sinh ngây thơ nó vẽ cái mộ cho nó. Bà cô giáo cho 0 điểm. Theo tôi do cô lỗi do cô chứ giáo cho đề. Không, bà cô cho 0 điểm là cô cực đoan, tôi cho 10 điểm. Ông ơi, tôi cho 10 điểm luôn á, thiệt. Tại tôi thích cái cách nghĩ của em đó. Ông mới còn giờ học có vẻ ông già tóc bạc râu đủ như Thái Bạch Kim Tinh á, mày có phim nhiều quá về chỗ con. Mày mộng mơ quá, not true. Đúng không quý vị?
Ủa bây giờ tôi nói thiệt á, sống 100 tuổi thuộc dạng hiếm luôn, hỏi miêu tả nó khi nó 100 tuổi nó xuống mậu đúng rồi chứ còn gì nữa. Nó thực tế. I like you. Quá vô thực tế. Tôi thích cách nghĩ của ông á, thích cách nghĩ của em đó. Mà tôi là giáo viên, tôi thích cách nghĩ của em, cách nghĩ của em không sai tôi thì cho em 10 điểm. Mà tôi còn tiên dương em trước lớp nữa. Còn mấy thằng kia mà đi theo lối mòn á, xe đổ, không điểm hết. Cho biết thế nào là học. Em cho 6 điểm. Ôi thôi mày cho 6 điểm thì nói chung mình tao đâu thích mày đúng không? Tao là giáo viên rồi, tao phải với anh Như Nguyễn nè. Còn nếu mà hiệu trưởng chất vấn anh đi bay hiệu trưởng luôn. Được học, được dạy, được nghỉ mày. Mấy giờ cái quyền cho điểm mà cũng phải nghe ông nữa là tôi làm gì? Nên tôi đâu thích hợp là giáo viên đâu. Má tôi mà làm giáo viên mà ví dụ như hiệu trưởng không hiểu tôi chắc không có ngày á. Đó là đề văn mà nó vẽ cho không điểm đúng rồi. Thôi mày dẹp đi qua bên đi mày. Mày cứng ngắc quá à. Không có linh động gì hết trơn à. Nói chung cũng chịu thôi, giờ nó có những hoàn cảnh này nọ kia nó ấy lắm em. Ví dụ như quê mày mà có viện dưỡng lão là sang sang xíu. Ví dụ như cha mẹ em như đó có người chăm sóc thì này nọ em kiếm tiền được đúng không? Nhưng mà tiếc là quê em không có mà em lại thiếu người chăm đúng không? Thôi giờ muốn ô xin được không em? Theo anh á thì nên ở lại làm. Đúng không? Khi mà có tiền thì còn lo cho cha mẹ được. Còn bây giờ mà về mà lo cho cha mẹ ăn phát một xong.